Nằm trong khuôn khổ chương trình trao đổi startup giữa Việt Nam và các nước phát triển Runway to the World, cuối tuần qua thì Sài Gòn Innovation Hub đã tổ chức chương trình giới thiệu các dự án của 5 startup Malaysia và Singapore nhằm giúp các startup này tìm kiếm đối tác đầu tư và mở rộng thị trường tại Việt Nam. Ngoài ra còn có dự án Tacla là công cụ tìm kiếm đồ vật dựa trên công nghệ Bluetooth kết nối giữa phần cứng và ứng dụng di động giúp người dùng tìm được đồ vật bị thất lạc chỉ trong vài giây. Cuối cùng là dự án Build Easy là ứng dụng cung cấp trải nghiệm cho người mua nhà thông qua việc sử dụng công nghệ Mixed Reality, thực tế ảo hỗn hợp hoặc thực tế hỗn hợp tăng cường. Hai dự án đến từ Singapore gồm Teleport và Postco. Đánh giá cao môi trường và cơ hội dành cho các dự án sáng tạo và có tính ứng dụng cao, các startup này hy vọng có thể phát triển sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam. Ở bất kỳ quốc gia nào, các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng sẽ gặp phải một số vấn đề nhất định về văn hóa, về thị trường, về pháp luật để có thể xâm nhập một thị trường mới, cụ thể ở đây là Việt Nam. Riêng với quan điểm của tôi, khi làm việc ở những quốc gia khác nhau thì chiến lược chính vẫn là hợp tác với các đối tác trong nước vì chắc chắn họ sẽ hiểu rõ thị trường và giúp doanh nghiệp của bạn tiếp cận tốt hơn. Runway to the World 2018 do Sài Gòn Innovation Hub và Shinhan Futures Lab đồng tổ chức. Đây là chương trình trao đổi startup giữa Việt Nam và các nước công nghệ tiên tiến như Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Á và các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông qua chương trình, Sài Gòn Innovation Hub mong muốn startup Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi với các hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển của thế giới và khu vực, từ đó từng bước khắc tên Việt Nam lên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu.